Chiều nay tại trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ công chức viên chức tỉnh Ninh Bình khóa 3 năm 2020-2021. Dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Nối tiếp thành công của lớp bồi dưỡng tiếng Anh khóa 1 và khóa 2, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục được Ban Tổ chức tỉnh ủy giao nhiệm vụ mở hai lớp bồi dưỡng tiếng Anh khóa 3 cho 60 học viên là cán bộ công chức viên chức các sở ngành, đoàn thể, huyện, thành ủy trong tỉnh. Chương trình đào tạo tương đương với bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam và tương đương trình độ B1 theo khung năng lực châu Âu, đảm bảo phát triển cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt đi sâu phát triển kỹ năng giao tiếp. Khóa học sẽ áp dụng giáo trình Smart Choice Book 1 là một chương trình được nhiều trường đại học trong nước và Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế lựa chọn giảng dạy, thời gian học trong 6 tháng. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Mai Văn Tuất nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ là một trong những khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, coi đây là chìa khóa để tiếp cận nền khoa học hiện đại của các nước trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Từ năm 2018 đến nay đã mở được 6 lớp bồi dưỡng tiếng Anh khóa 1 và khóa 2 cho 198 học viên và các khóa học đã thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trường Đại học Hoa Lư cần tổ chức quản lý các lớp học chặt chẽ theo quy định, chuẩn bị tốt nội dung chương trình, lựa chọn đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tham gia giảng dạy. Các cơ quan đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia học tập, góp phần vào thành công của khóa học. Các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tự giác tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo cuối khóa học 100% đạt kết quả tốt.